Công an huyện Chư Quynh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt giữ thành công nghi phạm Lê Văn Thiện, nhiều lần dùng dao, súng, truy sát một người phụ nữ. Ngày 30 tháng 1 năm 2023, tại xã E Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, Lê Văn Thiện đã dùng dao gây trọng thương hai người rồi bỏ trốn. Công an huyện Chư Quynh ra quyết định khởi tố bị can, quyết định truy nã trên toàn quốc. Đến ngày 11 tháng 1 năm 2024, Thiện quay lại Đắk Lắk và tìm người phụ nữ gây thương tích bằng súng rồi tiếp tục bỏ trốn. Qua cái xác minh ban đầu thì xác định được là đối tượng Lê Văn Thiện từ Nghệ An vào, thì đối tượng này là đối tượng lang thang, không có nơi ở ổn định, không có nghề nghiệp ổn định, nay đây mai đó, rồi có cái hiềm nghi rồi xích mích, cho rằng là chị Hiền này là có cái mối thù hằn với mình, cho nên tìm mọi cách để trả thù. Sau đó chúng tôi đã họp và chỉ đạo cái lực lượng hình sự, lực lượng điều tra tổng hợp phối hợp với các cái đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh tiếp tục truy bắt bằng được cái đối tượng này. Công an gặp nhiều khó khăn khi truy bắt bởi nghi phạm liên tục thay đổi địa điểm lẫn trốn trong nước và Campuchia. Ngày 10 tháng 3, công an xác định vị trí của nghi phạm và lên kế hoạch vây ráp hiện trường để bắt giữ. 20 giờ ngày 10 tháng 3, nghi phạm đã bị bắt tại một lán trại của người dân ở xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, thu giữ một khẩu súng, 5 viên đạn và 2 cây rựa. Xác định cái đối tượng này là rất manh động và liều lĩnh, có thể sử dụng các loại vũ khí, hung khí nóng để chống lại cái lực lượng truy bắt. Cho nên chúng tôi cũng là thường xuyên họp với các cái tổ truy bắt, là phải mục đích cao nhất là phải bắt được cái đối tượng này. Tuy nhiên cũng phải đảm bảo được an toàn cho cái lực lượng tham gia vây bắt, không để ảnh hưởng đến cái tính mạng và sức khỏe của người dân và cái lực lượng của tham gia truy bắt cái đối tượng. Bước đầu Thiện khai nhận thường xuyên có mâu thuẫn với người phụ nữ. Nghi phạm mua khẩu súng và 11 viên đạn của một người Campuchia tại khu vực biên giới với giá 6,5 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.